Tổng thống Nigeria bất ngờ đổi quốc ca, người dân phản ứng mạnh. Tổng thống Nigeria bất ngờ thay đổi quốc ca, khiến người dân tức giận và đặt câu hỏi về các ưu tiên của ông giữa lúc đất nước đang vật lộn với cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất trong nhiều thập niên. Tổng thống Bola Ahmed Tinubu cho biết quyết định mang trở lại quốc ca trước đây của Nigeria nhằm mục đích tôn vinh sự đa dạng tại quốc gia châu Phi này, đại diện cho tất cả mọi người và thể hiện cách chúng ta cam kết trở thành anh chị em của nhau, theo AFP. Song động thái này đã vấp phải chỉ trích từ những người dân đang vật lộn để kiếm sống trong bối cảnh nền kinh tế Nigeria bị ảnh hưởng nặng nề bởi những cải cách của ông Tinubu kể từ năm ngoái. Cụm từ không phải quốc ca của tôi đã trở thành xu hướng trên mạng xã hội Nigeria. Tổng thống Bola Ahmed Tinubu của Nigeria, ông Tinubu đã ký ban hành luật về quốc ca tại dinh tổng thống hôm 29 tháng 5, nhân kỷ niệm một năm nhậm chức. Đó cũng là một năm kể từ khi nhà lãnh đạo đưa ra thông báo bất ngờ về việc xóa bỏ chính sách trợ cấp nhiên liệu tốn kém. Động thái này, cùng với những cải cách khác, đã khiến giá xăng tăng gấp 3 lần và chi phí sinh hoạt tăng vọt khi đồng nội tệ Naira của Nigeria trượt giá so với USD. Nhiều người nghèo đã phải cắt giảm ăn uống và từ bỏ các loại thực phẩm như thịt, trứng và sữa, trong khi ở miền Bắc đất nước, khủng hoảng kinh tế buộc người dân phải ăn loại gạo kém chất lượng vốn thường được dùng làm thức ăn cho cá. Trong khi đó, ông Tinubu cam kết rằng những cải cách của ông sẽ giúp ích cho đất nước về lâu dài. Các chính trị gia thuộc đảng APC cầm quyền nói quốc ca mới cũng sẽ mang lại lợi ích cho Nigeria. Theo truyền thông địa phương, Thượng nghị sĩ Tahi Monguno cho biết ca khúc sẽ truyền cảm hứng cho tinh thần yêu nước và hợp tác, cũng như vạch ra con đường dẫn đến sự đoàn kết rộng lớn hơn. Luật về quốc ca được thông qua chỉ sau vài ngày và khiến nhiều người ngạc nhiên. Nhưng ông Tinubu từ lâu đã thể hiện mong muốn quay về với ca khúc từng được chọn làm quốc ca đầu tiên của Nigeria. Nếu được làm theo cách của mình, tôi sẽ đưa quốc ca đầu tiên của chúng ta trở lại, ông nói trong một cuộc phỏng vấn trước khi trở thành tổng thống. Bài hát từng được sử dụng làm quốc ca Nigeria trong giai đoạn 1960-1978, sau khi Nigeria giành được độc lập từ thực dân Anh.